Video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu cây phủi tóc chuyên phay. Đây là mẫu cây phủi lông đen. Chiều dài cây phủi là tầm cỡ là 1 tấc mốt nha các bạn. Tầm 11cm đó ha. Toàn thân là màu đen. Tay cầm bằng nhựa, nhưng mà nhựa này đàn hồi cũng ok nha, khó gãy lắm nha các bạn, rất là cứng luôn nha. Đó. Rồi. Thì ở cây phủi quan trọng nhất là cái lông ha. Cái lông của cây phủi là cái quan trọng nhất. Thì ở cái lông cây phủi này mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy là lông cây phủi thứ nhất là rất là đều nè các bạn ha. Đó. Rất đều luôn nha. Rồi, bây giờ cái chất lượng thứ hai là chất lượng sợi lông nè. Đó. Cũng rất là khá mịn nha. Ở sợi lông này các bạn phủi là sẽ không bị hiện tượng là đau rát đâu nha. Rất là mịn luôn. Phủi rất là ăn tóc luôn ha. Rất là gọn. Những cái cây phủi này chuyên nghiệp dùng để là các bạn vừa phay vừa phủi rất là chuyên nghiệp cho anh em bay bơ nha. Rất